hé lộ danh sách khách mời toàn sao hạng A tới dự đám cưới của Cát Việt. Nam ca sĩ Cát Việt đã chuẩn bị lên danh sách khách mời đến tham dự buổi tiệc cưới hoành tráng của anh và cô dâu xinh đẹp. Được biết đám cưới của Cát Việt và DJ Thảo PP sẽ tổ chức tại Hà Nội, hứa hẹn vô cùng hoành tráng và long trọng. Mới đây trên Facebook cá nhân, Cát Việt không ngại công khai danh sách khách mời, đều là những nghệ sĩ có tiếng của Vbiz như Tuấn Hưng, vợ chồng Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang, MC Phan Anh, Trung Quân Idol, Phạm Quỳnh Anh, Quốc Thiên, Chi Dân, Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh, Quang Hà, Trà Ngọc Hằng, Bích Phương, Hương Tràm, Đăng Khôi, Cao Thái Sơn. Có thể nói đám cưới của Cát Việt và vợ sắp cưới được bạn bè đồng nghiệp cũng như fan mong chờ. Chân dung Thảo PP, vợ sắp cưới nóng bỏng của ca sĩ Cát Việt, đang được dân mạng lùng sụp. Trái ngược với vẻ ngoài gợi cảm quyến rũ, bạn gái của Cát Việt ngoài đời có lối sống khá giản dị, khiêm tốn và được nhiều người yêu mến, không hề đua đòi, chân diện hay thích tạo scandal thị phi. Nhắc đến những câu nói như anh khác hay em khác, chỉ anh hiểu em, biết nói là tại sao, hẳn nhiều người biết tổng đó là tên các bài hát, đã trở thành câu cửa miệng của giới trẻ khi ngồi chém gió với nhau. Quen thuộc đến nỗi chẳng cần phải nghe hát cũng biết, và tác giả những bài hát này không ai khác chính là Cát Việt, chàng ca sĩ miền rộng được đông đảo giới trẻ hâm mộ. Vừa mới đây trên trang cá nhân của Cát Việt, bỗng xuất hiện bức ảnh rất tinh tứ bên một cô gái trẻ xinh đẹp, kèm theo dòng caption khá ngộ nghĩnh, ai trông thấy cũng đoán đó là người yêu của nam ca sĩ. Ngay lập tức cư dân mạng đổ xô đi tìm xem cô gái ấy là ai, mà khiến cho Cát Việt lên tiếng khẳng định rằng cuối năm nay cưới tổ chức tại Hà Nội luôn. Rất nhiều fan hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Cả các ngôi sao khác, người nổi tiếng cũng nhắn tin chờ mong tin vui từ Cát Việt và bạn gái. Sau khi Cát Việt đăng ảnh thì Facebook cá nhân của bạn gái anh cũng đồng thời xuất hiện liên tiếp những dòng trạng thái ảnh cực tình cảm không khai mối quan hệ của hai người. Các thành viên mạng nhận xét bạn gái của Cát Việt quá sexy, khuôn mặt xinh đẹp, có nét dịu dàng, dường như mọi người đều ủng hộ tình cảm của họ. Tuy không phải là cái tên đình đám trong showbiz, nhưng bạn gái của nam ca sĩ yêu lại từ đầu cũng là hot girl Hà Thành, được nhiều người biết đến, đó là DJ, sinh năm 1992, Nguyễn Thanh Thảo, thường được gọi là Thảo PP. Thanh Thảo xuất thân từ Học viện Múa Quốc gia, với gần 10 năm học tập, hoạt động nghệ thuật, cô đã từng biểu diễn trước công chúng, với nhiều vai trò như diễn viên múa, dancer, MC. Nhờ lợi thế ngoại hình, xinh đẹp nổi bật và được mến mộ với nghề phù thủy bằng Mr. Ngoài ra cô nàng còn sở hữu một shop thời trang riêng, đang kinh doanh rất tốt. Nhiều cô gái ngưỡng mộ Thảo vì công việc DJ sang chảnh, nhan sắc nóng bỏng và cuộc sống như mơ, được đi khắp nơi biểu diễn và thu nhập đáng mơ ước. Và bây giờ cô lại khiến cho hàng ngàn thiếu nữ ghen tị vì sắp trở thành bà xã của một chàng trai ca sĩ đẹp trai. Tuy nhiên ít người biết cuộc sống hồi nhỏ của Thảo cũng khá khó khăn. Gia đình cô sống cùng nhau trong ngôi nhà chật hẹp, trong ngõ chợ Khâm Thiên. Sáng nào Thảo cũng dậy sớm phụ mẹ một số việc nhà, sau đó mới ăn chút ít và đi học. Lớn lên học cấp 2 thì cô bé Thảo xinh xắn hơn, phỏng phao hơn nên bị bạn bè để ý, chiêu trọc. Thảo khá hiền, không ăn diện đua đòi. Kể cả bây giờ kiếm được khá nhiều tiền, làm trong môi trường vui chơi giải trí, nhưng cuộc sống thật bên ngoài vũ trường của cô diễn ra khá bình lặng, không màu mè, scandal như nhiều hot girl thị phi khác. Thảo chia sẻ, 15 tuổi bắt đầu tiếp xúc với nghề DJ, mình đã thấy yêu thích và cố gắng rất nhiều để theo đuổi ước mơ. 5 tháng học nghề DJ, 6 tháng đi làm không lương và bao lời đàm tiếu, gà gẫm quay quanh, mình đã mất một thời gian khá dài để tập làm quen với định kiến xã hội về nghề DJ. Nhờ công việc trên sân khấu mà Thảo đã quen các việc. Rồi sau đó, một mối tình đẹp đã ra đời. Thảo và anh Việt quen nhau khoảng 7-8 năm trước. Lúc đó mình vẫn đang theo học tại trường cao đẳng Múa Hà Nội và tham gia một nhóm nhạc. Còn anh Việt lúc ấy đã nổi tiếng rồi. Thỉnh thoảng đi hát thì hai anh em có gặp nhau và trò chuyện thôi. Sau đó anh Việt hoạt động trong Sài Gòn nhiều hơn, mình không đi hát nữa mà chuyển qua làm DJ nên không có dịp gặp gỡ. 2 năm trở lại đây bọn mình mới gặp lại, nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi cứ thế yêu lúc nào không biết. Nhắc đến bạn trai nổi tiếng, Thảo tỏ ra rất nhẹ nhàng. Anh Việt không chỉ vui vẻ, hòa đồng mà còn là người đàn ông rất tình cảm và sâu sắc, làm gì cũng biết nghĩ tới người khác, chứ không tham lam, chỉ biết tới bản thân mình. Ngay từ lúc mới quen, Thảo đã nghĩ thầm trong đầu rằng ai mà trở thành người yêu hay làm vợ anh này thì hẳn là hạnh phúc lắm. Khi được hỏi tại sao quen và yêu nhau lâu như thế mà bây giờ mới công khai, Thảo cho biết tại vì tụi mình đã tính đến chuyện kết hôn nghiêm túc rồi nên chia sẻ cho mọi người biết trước, đỡ bất ngờ. Trái ngược với hình ảnh quẩy tung trên bàn mít, ngoài đời Thảo rất dịu dàng nữ tính, nói chuyện khiêm tốn, ăn mặc giản dị, với những sở thích rất con gái như mua sắm, cà phê với bạn bè. Cô gái trẻ thú nhận đã đánh đổi nhiều thứ trong cuộc sống đời thường để trở thành DJ. Cô nàng cũng đã từng đạp đi, xây lại để có được vóc dáng nuột nà, sexy như hiện nay. Thường xuyên diễn đồ khiến cho cư dân mạng phải bỏng mắt. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.